thì nó hay nằm đây. Thường là như vậy nhá. Chút nữa mọi người cứ kiểm chứng và xem. Thì ai trong số anh chị em ở đây thì cam kết mình sẽ là người đi tới vạch đích cuối cùng, thậm chí là luôn qua luôn. Ai nào được, ai nào cam kết được không? Okay, bây giờ mình cứ giữ tay này, sau đó mình nhìn những người xung quanh của mình nhá, xem có chút nữa còn ngồi ở đây không nha, được không? Mình chứng kiến cùng với nhau, được không? Chứng kiến cùng với nhau, cam kết không? Okay. Bây giờ mình gặp tay người trên bên và nói là tôi cam kết. Cam kết nha, cam kết đó. Thì thôi, cam kết với mọi người là đến phần này sẽ cháy hết mình đấy. Đây là phần là khởi động, khởi động, khởi động nhẹ nhàng thôi. Nhưng tới phần này là phần lúc lúc về đích thì những cái sinh phẩm nhất nó nằm ở đó. Thì cái chiến lược đó để giúp làm sao, nó sẽ nói là làm thế nào với chỉ một dự án thôi, một dự án mới đó khoảng 10 ngày 15 ngày thôi, mình nhanh chóng mình đạt được khoảng 20.000 30.000 đô thu nhập một tháng. Bởi vì sao? Mình đã tích lũy được đủ cái lượng cái chất lượng này. Nên câu chuyện ở đây nó không phải là làm dự án nào, không phải là làm kèo nào, không phải là hợp tác với ai, mà thực ra là mình là người đi chọn cái người đối tác được làm việc với mình, chứ không phải là đối tác họ cho mình một cái dự án ngon để mình làm thì mình tạo được thu nhập cao, mà mình đang lựa chọn xem đối tác nào xứng đáng để làm việc được với mình, đúng không? Đúng không? Còn đó mọi người, đúng ạ, đó là điều mọi người sẽ đạt được. Thì trong cái phần đầu á, thì Sơn sẽ dẫn dắt để làm sao đó cho mọi người đi theo từng cái lộ trình một. Và cái quay trở lại vừa nãy Sơn nói với mọi người á, là cái lý do tại sao á mà mình lại lựa chọn cái công việc hiện tại mình đang làm đây. Một cái từ khóa đấy mọi người có thể ghi xuống đó là cái đòn bẩy. Thì cái chương trình này là chương trình có tên là bí mật internet không? Thì cái đòn bẩy nó sẽ giúp cho anh chị đi nhanh hơn. Đòn bẩy giúp cho anh chị đi nhanh hơn. Cái đòn bẩy số 1 ở đây, đòn bẩy số 1 đó là đòn bẩy về internet, hay còn là đòn bẩy về công nghệ. Đòn bẩy về công nghệ, anh chị em có đồng ý rằng đó là cái thời điểm bây giờ đó, mình có thể là ngồi tại nhà thôi nhưng mình vẫn có thể là trao đổi với những người trên thế giới, đúng không? Đồng ý đúng không? Mình ngồi tại nhà và tạo được thu nhập ở trên internet, đúng không? Và đây không biết là có ai còn chưa tin rằng mình có thể tạo được thu nhập trên internet khi mình ngồi tại nhà không? Chưa tin. Và là tất cả đều tin rồi. Thế thì may quá. Đỡ cho Sơn để phải giảng và phải chứng minh cho mọi người đó là nó có thật thì nó sẽ đi nhanh hơn, đúng không? Đòn bẩy đầu tiên đó là internet, ngồi tại nhà có thể kiếm được tiền. Và nhất là trong cái mùa dịch vừa rồi thì sao? Có phải là cái cơ hội này nó càng ngày nó càng phát triển hơn, đúng không? Càng ngày nó càng mạnh hơn, đúng không? Càng ngày nó càng tạo ra cái cơ hội dành cho nhiều người có thể tạo được thu nhập thậm chí hàng tỷ. Và trong cái khán phòng này có rất là nhiều người như vậy rồi. Cách đây khoảng 6 tháng, 7 tháng những anh em ngồi nói chuyện với nhau thì mới tạo khoảng thu nhập khoảng 50 triệu, 70 triệu một tháng. Nhưng nó là cái thời điểm này. Cái thời điểm nó đến nó đúng á. Và mình nhanh chóng mình nắm được cái thời điểm đó thì có thể nhanh chóng ích lên số tài sản mình đã có. Dĩ nhiên là mình phải có kỹ năng và kinh nghiệm trước rồi. Chứ nếu như mình không có thì chắc chắn là cơ hội đến mình cũng chẳng biết nó là cơ hội. Đúng không? Ý là Sơn sẽ nói sâu hơn mọi người về cái điều này. Cái đoạn bài số 2 ở đây á, còn bài số 2 ở đây đó là mọi người để ý nó xem, còn bởi vì thời gian đấy, mọi người tới của chương trình hôm nay kẹt xe nó tắt đường, tắt đường. Nhưng có phải là tất cả những cái người đang đi làm lao động công ty bên ngoài kia họ cũng đang gặp cái vấn đề này, đúng không? Và Sơn chỉ dựa Sơn đi Grab đi taxi thôi thì cái người Grab họ rất bực mình bởi vì cái vấn đề tắt đường. Một cái mỗi một ngày chúng ta lại phải mất 2 tiếng cực mình thì có phải là nó đang làm cái năng lượng của mình nó xuống, nó ảnh hưởng nhiều không? Theo một người ảnh hưởng nhiều không? Nhiều hay rất nhiều mọi người? Rồi khi mà tới cơ quan đó thì sao? Sẽ chửi đúng không? Có bị chửi không? Hay là mình không có hài lòng với những người đồng nghiệp của mình?
nó ảnh hưởng này. Rồi khi mình về nhà thì sao? Con cái, gia đình thì nó vấn đề ở đây, nó là vấn đề là thời gian. Cái thời gian này thay vì tại sao Sơn có năng lượng đó, thay vì Sơn tốn khoảng 2 tiếng kẹt xe tắt đường và áp lực ở bên ngoài, chết ở bên ngoài như vậy, thì 2 tiếng đó lúc đó mình dành cho bản thân, nên lúc nào mình cũng có năng lượng đấy. Thì khi mà chúng ta làm việc thì internet đó là một cái đòn bẩy mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Trong một năm á, thì Sơn chỉ gặp cái tắc đường thì nó khoảng 3-4 lần rồi. Bởi vì thường á, là mình vẫn sẽ làm như vậy này. Nó có một cái định luật hồi xưa mà Sơn cũng nghe được từ một người, nhưng mà cơ bản là mình rất là thích cái tư duy này. Mà trước đây mình không biết được đọc cái tên nó ra như thế nào đâu. Nhưng khi mình đã nghe thấy, mình thấy nó quá hay đi. Đó gọi là cái định luật là zig zag, mọi người nghe không? Zig zag. Mọi người biết cái zig zag không ạ? Ở đây anh biết cái zigzag không? Zigzag tức là khi mà người ta lên thì mình đi xuống, khi người ta đi xuống thì mình đi lên, có nghĩa là mình sẽ làm ngược lại. Thì có phải là khi mà người ta đang kẹt xe tắt đường ở bên ngoài kia thì mình đang ở nhà, được chưa? Và khi mà người ta vào vương quang rồi thì lúc này mình đi ra ngoài đường. Có khi nào mà mình tắt đường không? Không khi nào mình tắt đường hết. Và Sơn đã làm điều này trong rất nhiều năm vừa qua rồi, nên tại sao mình phải tối ưu được cái thời gian của mình, gọi là tối ưu hóa được thời gian. Thì khi mà mỗi một ngày tiết kiệm được khoảng 2 giờ đồng hồ thì một tháng tiết kiệm được 30 giờ đồng hồ, 60 giờ đồng hồ một ngày. Mà bây giờ chúng ta làm một cách hiệu quả nhất khoảng 4-6 tiếng, tôi cho 6 tiếng đi, thì có phải là một tháng mình sẽ tiết kiệm được thêm 10 ngày nữa. Có nghĩa là mọi người chỉ có 30 ngày thôi thì mình đã có được thêm 10 ngày nữa. Đó là lý do tại sao làm việc hiệu quả. Mọi người thấy cái internet nó hay không ạ? Tuyệt vời không mọi người? Nó tuyệt vời đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay đi ạ. Đòn bẩy số 3. Đòn bẩy số 3 đó là đòn bẩy về tiền. Theo như anh chị, để chúng ta tạo ra được khoảng cái thu nhập lợi nhuận nha, để tạo được một cái lợi nhuận khoảng 200 triệu một tháng, 10.000 đô, 200 triệu một tháng, thì theo như anh chị bây giờ chúng ta cần phải có được cái doanh thu một tháng bao nhiêu để đạt được 200 triệu một tháng? Nếu như kinh doanh bên ngoài kia, tỷ doanh thu, tỷ đúng không? Thì để đạt được doanh thu 1 tỷ thì cần phải nhiều nhân sự nhân viên không ạ? Mặt bằng có phải to không ạ? Cơ sở lớn đúng không ạ? Rồi có cần nó phải tích trữ nhập hàng nhiều không ạ? Rất nhiều. Thế theo như anh chị thì chúng ta cần phải số vốn bao nhiêu thì chúng ta mới tạo được cái thu nhập lợi nhuận là khoảng 200 triệu một tháng? Chúng tỷ cơ, hiểu thế? Khoảng 2 tỷ, gấp 10 lần lên là cũng khả thi đấy. Có nghĩa là chúng ta cần phải số vốn khoảng 2 tỷ thì chúng ta mới có thể là chơi trong cuộc chơi và có khả năng tạo được 200 triệu lợi nhuận một tháng. Anh chị ở đây có đồng ý với con số này không ạ? Nếu anh chị ở đây kinh doanh rồi thì có thể giơ tay cho biết đồng ý đúng không? Thì sao đúng không chị? Thì sao đúng không ạ? Thì sao đúng không? Ok. Và Sơn nó cũng đã từng làm rất là nhiều doanh nghiệp rồi, Sơn cố vấn cho rất nhiều doanh nghiệp rồi, thì Sơn đã thấy được rằng á, một tháng họ muốn tạo được doanh thu khoảng 400 triệu, 500 triệu ạ, thì đâu đó họ phải đầu tư số tiền khoảng 700 triệu đến 1 tỷ rồi. Chưa kể là mỗi tháng cứ phải trả tiền để mua nhân sự, trả tiền để trả mặt bằng, ít nhất duy trì phải 200 triệu nữa. Số tiền đó phải dư ra rất là nhiều thì chúng ta mới có thể làm được đó. Mà có chắc chắn là ăn được không ạ? Chưa chắc. Lúc sáng nay khi mà mình đi xuống bên dưới mình chỉ đây, cái quán cà phê này rất là lớn, một tháng thì mặt bằng phải 5-6 triệu, bỏ ra phải 700 triệu đến 1 tỷ số vốn ban đầu. Và để duy trì cái điểm hiện tại đó, thì số tiền rất là nhiều. Thì không biết được rằng nó đến 12 tháng thì có lời chưa? Tại vì nó phải đạt được điểm hòa vốn chứ. Hòa vốn. Và vừa mới kịp đạt được điểm hòa vốn xong thì lại tái đầu tư. Đúng không ạ? Rồi bàn ghế nó bị cũ đi. Rồi nhân viên thì nó lỡ, nó đập chén riêng đúng không ạ? Thì có phải là chúng ta phải tái đầu tư lại đúng không ạ? Rồi xong tái đầu tư thì vừa mới sớm lại xong thì dịch. Nhưng thực ra cái dịch nó chỉ là một trong những cái nguyên nhân thôi. Không dịch thì mình có chết cũng được.
đồng ý không ạ? Không dịch có chết như mình được. Nhưng khi mà chúng ta làm với internet, giả sử bây giờ chúng ta làm về affiliate marketing, bởi vì Sơn đang chỉ cho mọi người làm về affiliate marketing và làm kiếm tiền trực tuyến, thì chúng ta có cần phải đầu tư cái số tiền khoảng 700 triệu đến 1 tỷ lớn như vậy để làm không ạ? Không. Đối với bản thân Sơn là Sơn bắt đầu từ số 0. Cái ngày mà Sơn nó làm lại, lúc mà Sơn trụ nợ khoảng 200 triệu thì Sơn làm lại, là lúc đó nó có tiền trong tay đâu. Không có tiền trong tay mọi người ạ. Và mình muốn học một cái nội dung kiến thức gì đó khoảng 3 triệu, 5 triệu để mình nâng cấp bản thân mình lên, chúng ta mình đắn đo lắm. Tiền ăn thì mới có bây giờ, nghĩ sao mà bỏ tiền ra để học mấy triệu bên ngoài tiền như vậy. Thì lúc đó là gọi là tay không bắt giặc. Tiền không có nhưng mà tạo được ra tiền thì đó là đúng rồi, đúng không? Nên để ngày hôm nay khi mà Sơn chọn cái lĩnh vực mà Sơn đang làm thì Sơn đã cần phải rất nhiều thời gian trải nghiệm, thất bại có, thành công có, đắng cay có, bùi đều có, để có được cái ngày hôm nay mà mình lựa chọn cái mô hình này. Nên trên internet hay là affiliate nó không phải là chỉ là một cái công việc bình thường nữa rồi. Nó có thể là gọi là một nghề kinh doanh. Mọi người cũng biết rằng đó, ở trên thế giới có những bạn thủ tin 16 tuổi tới 18 tuổi, họ có thể tạo được những cái business của riêng họ và tạo được doanh số khoảng 100.000 đô một tháng. Mọi người biết được này không? 100.000 đô một tháng là tương đương bao nhiêu tiền Việt Nam? 2 tỷ một tháng. Và đó mới chỉ là những người 16, 17, 18 tuổi thôi, họ có thể làm được đó rồi. Thì đó là cái đòn bẩy. Còn bảy chi internet nó là như vậy. Và lý do tại sao chúng ta chọn cái công việc hiện tại chúng ta làm, thì ngày hôm nay Sơn chọn như vậy, Sơn đã trải qua khoảng 10 năm rồi, lập biết bao nhiêu công ty rồi, góp tiền biết bao nhiêu người rồi, hợp sức với bao nhiêu người để làm những dự án rồi. Sau đó mình thấy cái này nó vẫn là tuyệt vời nhất, nên mình quay lại mình làm cái này. Và mọi người cũng tin được rằng đó là Sơn chỉ có một mình có thể quản lý được một cái hệ thống cực kỳ lớn đằng sau. Rất là nhiều người theo dõi, rất nhiều người follow, nhưng thực ra mình chỉ vận hành một mình thôi. Và thậm chí là chỉ một mình thôi, mình có thể tạo được cái thu nhập trong đó khoảng trên 50.000 một tháng. Mà rõ ràng nhưng mà chúng ta vừa mới chứng minh là khoảng 200 triệu một tháng, chúng ta phải thuê rất nhiều nhân sự, đúng không? Rất nhiều nhân viên, rất nhiều nhân sự. Thì nếu như bây giờ mà tạo được ra một lợi nhuận khoảng 1 tỷ một tháng ấy, thì theo một người cái công ty đó phải nhiều nhân sự không? Đó. Trước đây khi mà Sơn nó hợp tác chung với bạn Sơn, một tháng doanh thu khoảng 400 triệu, doanh thu nha, doanh thu không là lợi nhuận nha, doanh thu khoảng 400 triệu, thì nhân sự trong doanh nghiệp đó phải là 30 người. Thì bây giờ mình cứ trung bình ra đi, 1 tỷ một tháng thì cần bao nhiêu nhân sự? Cả trăm người, cực kỳ nhiều. Cả trăm người, cái quản lý nhân sự trong đầu không? Bởi vì mà đấy, làm việc với cả máy, làm việc với công nghệ, nó dễ, nó không có cảm xúc. Nhưng nó làm việc với con người rồi thì lúc vui, lúc buồn, nắng, lúc mưa, thất thường thì không quản lý được việc này. Lúc mà chia tiền thưởng đó, hay là chính sách khó lắm mọi người ơi. Thì Sơn đã từng vượt qua những cái giai đoạn đó rồi. Cái đòn bẩy số 4 ở đây đó mà Sơn thấy là rất là hay, đó là đòn bẩy về con người. Đòn bẩy về con người. Và cách đây đâu đó khoảng 2 tuần, trong chương trình Kín Money Mastermind ấy, tôi có dạy cho những anh chị em học viên của mình ấy. Đó là cái bí quyết làm sao có thể khuê được 10.000 người làm việc cho mình với một số vốn rất là bé tí thôi. 10.000 người, khuê được 10.000 người làm việc cho mình, và thậm chí là họ ở trên toàn thế giới với một số vốn nó khoảng 1.7 triệu thôi, và 10.000 người đã làm việc cho mình giống như kiểu freelancer. Thế làm thế nào mà mình có thể khuê được? Thì rõ ràng ở đây là mình đang dùng một cái đòn bẩy, còn đòn bẩy về công nghệ, đòn bẩy về internet và cái con người quá lớn ấy. Thì góc độ đó thực ra là tại sao mình thuê được họ, thậm chí họ đang ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở bên những nước ở châu Âu, Ý, Anh, Pháp, thì tại sao mình thuê được họ? Thì đơn giản là như vậy này, ai có tư duy lớn hơn thì người đó sẽ thuê ngược lại cái người tư duy lớn hơn. Đúng không? Và mình có thể thuê được những người này về làm việc cùng mình với một số vốn rất là nhỏ, nhưng nó quan trọng nhất đó là tư duy. Bởi vì những cái này nó đã có rất là nhiều năm trước rồi nhưng không ai biết, nhưng thường nó làm họ hay làm một cái ngược lại của mình,
Thì thay vì á, bây giờ là họ lên trên này để kiếm tiền, thì bây giờ mình phải thuê ngược lại những người đi kiếm tiền. Họ đang bỏ thời gian công sức của họ ra để kiếm một ít tiền, thì mình đã dành ra một nhiều tiền hơn một tí thì mình thuê ngược lại họ.